vpgame.vn, shop nick nhanh chóng an toàn giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Ở clip này thì mình sẽ làm về vị tướng Merganga nhé. Thì đối với Merganga thì mình thấy là xuất hiện trong danh sách rất là nhiều, đặc biệt là tầm cao thủ khoảng 40 sao dí đô la ấy. Thì Merganga thấy là xuất hiện khá là nhiều anh em ạ, mình đánh trong danh thì cũng vậy ấy. Ok, thì đối với Merganga thì là một vị tướng đầu tiên mình nói, đó là thứ nhất, đó là khá là dễ chơi. Thứ hai, đó là nó vẫn rất chi là mạnh nhá, đặc biệt là giai đoạn đầu game. Thì nó, điểm mạnh và điểm yếu của nó như thế nào thì ở clip này đó mình sẽ phân tích cũng như trang bị bảng ngọc và phù hiệu nữa. Trận đấu này thì mình đối đầu với bên kia đó là Tulen, thì farm xong level 2 rồi thì mình sẽ làm gì? Thì mình sẽ di chuyển qua bộ đỏ của đối phương, một là có thể check bùa, hai là có thể cướp. Thì bên bàn đó là Triều Vân đi rừng đúng không? Thì hiện tại bây giờ Triều Vân không farm bùa đỏ thì chắc chắn là Triều Vân đang ở bên bùa xanh ấy. Thì mình sẽ tận dụng cái khoảng thời gian này đó là cướp bùa đỏ của đó là Triều Vân, thêm địch pha này thì chắc chắn là cướp được rồi. Ôi, na tay mình nhanh vậy, nhanh như một cơn gió anh em ạ. mình ăn đó là gần sống rồi, na lại quẹt nhẹ một phát và cuối cùng thì bùa sánh thuộc về na thôi, nhưng mà không sao cả anh em ạ, thuộc về ai thì cũng được cả, bởi vì về tém mình là được rồi. Thì hiện tại bây giờ mình sáng check để xem đó bùa đỏ của tém mình có con nữa hay không nhá, và bùa đỏ tém mình thì vẫn con, vậy là quá ok rồi. Triều Vân thì là chất tướng thì mình thường xuyên đánh, mà Triều Vân mà mất bùa ở giai đoạn đầu game thì cực kỳ là phế luôn anh em ạ. Anh em nào đó là chơi Triều Vân thì chắc cũng biết rồi, không lên được level 4 thì thôi xong, Triều Vân thì thôi khỏi đi gánh luôn ấy. Đó là mất bùa đỏ con đỡ một xíu nhá, còn mất bùa xanh nữa thì càng tai hại hơn nữa. Thì hiện tại bây giờ thì mình nhận thấy đó là có một pha giao tranh ở đường rông, đi gánh thì anh em luôn nhớ nhá, đi gánh thì hãy kẹp góc đường V của tém địch. Pha này liều có ăn được bo tô rô, ôi một pha hất tung rất chết đẹp. Và ghi đu tém mình thì cũng khá là thấp máu, pha này liều có ăn được hay không? Ôi, đúng thật là bo nó trấu của anh em ạ, trấu như một con bo ấy. Pha đỏ thế mà cũng không ăn được bo luôn ấy, bởi vì nội tài của bo thứ nhất đó là dung chiếu ấy. Thì nó miễn khống chế luôn ấy, kèm theo đó thì có giáp nữa anh em ạ, mình giật độc thì chưa đủ. Còn một xíu nữa ấy, xíu nữa thì mình bị trù bắn lên bảng điểm số kìa. Thì hiện tại thì bây giờ mình thấy là có giáo tránh ở đường rông và tém bên mình thì lên bảng điểm số xa thủ rồi. Thì bây giờ thì mình lại gánh thì cũng không được nữa ấy. Thì bây giờ mình làm gì? Di chuyển qua cửa bùa xanh của tém địch. Lúc nãy thì vấn cá đó là mất bùa đỏ, bây giờ mất thêm con bùa xanh nữa thì thôi xong luôn. Ông ná lại một lần nữa, rất ra chỉ là cơ hội, những phá đỏ thì đúng là ná hắn cũng đúng anh em ạ, ná hết năng lượng rồi. Nói chung những phá đỏ thì không thể trách được nhá. Và ná đó là có bùa xanh của tém địch rồi. Thì bây giờ mình quay trở về ăn bùa xanh nhà thôi anh em, gọi là trao đổi, hai bên cùng có lời ấy. Ok, vậy là ổn rồi, Triều Vân mà mất bùa xanh thì cực kỳ là phế luôn ấy. Thì trận đấu thì vẫn đang đó là ngang kèo thôi, 2-2 dành cho hai bên. Bây giờ thì nói chung mình có thêm bùa xanh nữa thì sẽ cực kỳ là tốt, mà gan gà mà có thêm bùa xanh chả khác nào đó là nhân đôi sức mạnh ấy. Thì pha này mình sẽ bỏ qua Rio má nha, pha này thì sẽ xuống đường rông hỗ trợ này. Ôi, nhận thấy là khá là thơm nha, pha này keo này khá là thơm rồi. Chạy đâu bạn ơi, rồi tạm biệt này. Chắc chắn thì lên bảng điểm số đến từ vị trí của vấn cá này. Bo Toro thì dính 4 điểm, 5 điểm rồi thì cùng lên bảng điểm số. Ôi, Rio má xuống hỗ trợ kịp thời thế, 5 người luôn anh em ạ. Và cuối cùng thì mình chỉ ăn được là 1 điểm hạ gục thôi. 1 điểm hạ gục của Bo Toro thì pha đỏ thì xà thủ tém mình ăn. Vậy là cũng lời rồi, 1-2 vậy là lời rồi. Hơn nữa thì đó là cùng tiền đề dành cho đó là Mili tém mình phám. Ôi, liều quán được hay không? Ôi, không ăn được rồi, tiếc nhờ. Ai cũng chỉ con đó là xíu máu cả, nhưng phá đó thì lối điều của Tú Lén thì đã kết liều được đó là theo nát tém mình. Thì bây giờ thì mình lên đó là cái trường bắn đầu tiên anh em ạ, để giúp gia tăng cái khả năng khống chế ấy. Bây giờ thì mình nhận thấy là có một pha giao tránh ở đường rông, pha này thì chắc là bật tốc hành luôn lên chơi này, chắc chắn thì lên bảng điểm số này, trả thù được. Đó là lúc này rồi anh em, ăn được màng của Rio Ma rồi, quay trở lại đó là con rồng luôn này. Ôi, bò Toro làm gì đấy, chơi luôn đấy. Ôi, này thì bò này, làm món đó là thịt bò gạc bếp này. 5 điểm độc rồi thì chắc chắn pha này bò lên bảng điểm số rồi. Bắt luôn, bắt luôn, bắt luôn, mình có thêm mấy trường bắn rồi này.
Ôi, nhưng mà nó vẫn chạy được rồi. Thì bây giờ anh em có thấy gì không? Trên bản đồ nhỏ thì Rioma đang trên đường xuống nha. Pha này thì mình sẽ núp đầy bắt Rioma này. Bắt này thì lúc này bắt mình đúng không? Này thì lúc này bắt mình đúng không? 5 điểm độc giật phạt này lên bảng điểm số này. Mơ gắn gá mà khi anh em tích được 5 điểm trên đỉnh đầu của đối phương rồi ấy, thì giật độc chả khác nào là một sát thủ nhá. Gọi là đối phương chỉ còn là nửa cây máu giật phạt là bốc hơi luôn ấy. Đám của mơ gắn gá thì cũng rất chỉ là mạnh ấy. Nhưng mà điểm yếu của mơ gắn gá đó là đồ cơ đồng, nên anh em hãy cẩn thận, đó là những vi tướng dạng mà triều vẫn nó xanh xanh bắt mình thì không bao giờ có cửa để chạy ấy. Nên là lưu ý điều đó một xíu. Thì bây giờ mình sẽ xuống hỗ trợ tím tiếp này. Ok, pha này bắt bò này, làm món thịt bò gạc bếp này, 4 điểm rồi. 5 điểm thì chắc chắn pha này bò lên bảng điểm số rồi. Và điểm hạ gục thì dành cho đó là ghi đủ tem mình. Thế luôn này, pha đó mà ghi đủ ăn được màng chắc có lẽ cũng thật ghi. Ôi, pha này chơi luôn ấy. Này thì có cái trường bắn thì giúp gia tăng không khả năng khống chế cũng khá là tốt đấy. 3, 2, 1, giật độc lên bảng điểm số. Anh em thấy Rio Ma tém địch túi là chạy được nhá. Nhưng mà dính điểm độc trên đỉnh đầu rồi thì chắc chắn đó là khi thấp máu chạy được thì cũng lên bảng điểm số rồi. Về chiêu thức của Merganga thì chắc có lẽ mình cũng không cần nó phân tích nhiều nữa ấy. Khá là dễ anh em ạ, chiêu thức khá là dễ chơi. Quan trọng đó là anh em tích đủ điểm trên đỉnh đầu của đối phương để có thể giật độc một cách tốt nhất. Vẫn giữ vị trí tránh trường hợp đấu sĩ hay sát thủ tém địch bắt thôi. Bây giờ mình thấy đó là bộ xanh của tém địch, nhưng bỏ qua con bộ xanh đó đi, lại hỗ trợ tím nhá. Và này thì bắt luôn này, bò này, làm món là thịt bò gạc bếp này, 5 điểm độc này, lên bảng điểm số này. Double kill dành cho vị tướng nó rừng tém binh. Và này bắt luôn này, chế ông, chơi luôn này. Khi mà mơ gắn gám được xả đám thì thôi rồi ấy, truyền thuyết này, lên bảng điểm số này. Cứ được xả đám trận đấu này thì có ghi đủ khống chế cũng rất chết tốt đấy. Nên là mình và theo nó thì bắn một cách đó là free rồi, triều vấn ra này. Mình là mình thích con búa sánh trên ở chân của triều vấn này. Và giật độc phạt này, vấn cá lên bảng điểm số này. Bốc hơi quá là nhanh đến từ vị trí của anh chàng vấn cá. Trận này thì không cho đó rừng tém địch chơi game luôn ấy. Gặp ốc đi rừng. Tém bên địch thì gọi là chửi nhau rồi. Và chắc chắn thì khi mà triều vấn gọi là thọt rồi thì sẽ rất khó chơi luôn. Đặc biệt là cứ mất búa sánh và búa đỏ liên tục nữa thì thôi xong luôn. Ôi dồi ôi luôn. Về trang bị của Merganga thì mình sẽ lên bộ trang bị đó là đầu tiên thì mình sẽ lên cho nó đôi giày xuyên giáp phép nhé. Tiếp đến thì sẽ lên cho nó là trường bắn gia tăng khống chế anh em. Tiếp đến lên cho nó mặt nạ má quái ấy, có khả năng xuyên giáp. Món đồ cấp 1 của cái trường hồn mang. Sau đó thì lên cho nó sạch truy hồn giảm hồi máu. Xong hay sạch truy hồn thì quay trở lại lên cho nó trường hồn mang nhé, món đồ hoàn thiện ấy. Rồi vương miền. Rồi cuối cùng thì đó là sẽ lên cho nó. Đó là quả cầu băng xước, đó là Bureau mình sử dụng dành cho Merganga. Mình để đâu đó là clip cho anh em xem cực kỳ là rõ luôn anh em ạ. Ok, pha này bắt luôn này. Chạy đâu bạn ơi, chắc chắn thì lên bảng điểm số giật độc này. Lùng ngay là 8-1 rồi anh em. Trận đấu này thì tém bên mình khá là dễ chơi đó. Khi mà rừng tém địch thọt và tém địch thì đang tích cực đó là chửi nhau. Khi mà tém địch đó là chửi nhau thì chắc chắn trận đấu này sẽ rất chỉ là dễ win rồi. Về phù hiệu thì mình sử dụng đó là ma chú dành cho đó là Merganga để có thể nổ đàm ấy. Còn về đó là bảng ngọc thì sẽ lên cho Merganga như sau. Ngọc đỏ sẽ lên cho Merganga, đó là 9 viên, đó là cống phép và xuyên giáp phép, 1 viên thì để chỉ mang. Ngọc tím 5 viên tốc đánh tốc chạy và 5 viên, đó là cống phép và hụt máu phép. Còn ngọc xanh đó là tốc đánh và xuyên giáp phép. Merganga thì cũng khá là cần tốc đánh để có thể đó tích nội tài tổ thân. Ôi thôi xong rồi, pha này tém đích đầu hàng sớm của anh em ạ. Và trận đấu kết thúc rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nhé. Nếu thấy hay đừng quên để lại một like và đăng ký kênh.